đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà. Đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hương lòng thánh nhân bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dưỡng dưỡng con cái biết theo đạo lành. Với đời người không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi.
và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dại khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật. Để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không.
xa báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Một đời cha công ơn giữ chăm nom vợ con, rồi thời gian răng long tóc trắng xa mồi, nhưng chưa rước hết nợ đời, còn kia cháu chất vòi thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc người kính yêu. Từng lời khuyên, từng lời trang nghiêm giáo huấn, ánh mắt uy nghi dịu dàng, dòng dạ gian nan đời cha. Rồi giờ đây con cháu cháu nên người, công ơn báo hiếu không tròn, lòng thêm báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho. Thank you.
Quý
cùng với ông bà đã đến chia buồn an ủi và rất là dâng lời cầu nguyện trong giờ kinh này. Chúng con tin tưởng rằng qua sự cầu nguyện của quý cụ quý ông bà, Chúa sẽ thương chấp nhận và có cái định hồn của chúng ta để đổi năng cho Chúa. Thay mặt cho các quý ông, xin chân thành cảm ơn và nguyện xin Chúa quân đội quân đội làm hồn sáng xuống cho quý cụ quý ông bà. Và chúng con cũng thay mặt cho các quý ông, xin kính mời quý cụ quý ông bà, nếu có thể về vào sáng ngày mai lúc 5 giờ đến thắp đường giáo sĩ thắp đường thánh lễ, sau đó đưa lên ký ông công an đến tây an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho các quý con xin kính mời và chúng ta cảm ơn. Tôi tin tưởng rằng bằng lời cầu nguyện của quý vị, Chúa sẽ thương
đón nhận và đưa lấy linh hồn của Tô Ma sớm về hưởng nhan sắc Chúa. Thay mặt cho các quyền, tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, công tác mỗi ngày còn tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn. Ông ra đi chắc ông cũng buồn, sao? Vì
con cái cũng chưa có được lớn lao cho lắm. Nhưng đây cũng là một sự Chúa an bài. Giờ ông ra đi thật là tốt đẹp. Trong những lúc ông ra đi, con cái, anh em và chăm sóc bệnh nhân ở bên cạnh thật là thương tiếc. Nhưng thôi, cái sự thương tiếc đó chúng ta vào lời cầu nguyện để xin Chúa thương xót và tha thứ cho ông. Và giờ đây xin mọi người cùng chúng tôi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Tô Nga. Xin lên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa cũng mong rằng anh về với Chúa, anh cũng cầu nguyện cho chúng em đang còn ở thế gian này. Biết Chúa toàn làm sao phục vụ cho chúng ta người chăm sóc bệnh nhân. Có những lúc vội vàng, có những lúc muộn màng, nhưng tất cả mọi người chúng ta đều vui vẻ và chăm sóc bệnh nhân cho đến cùng. Giờ đây anh ra đi, anh nhớ rằng những người còn ở lại anh cũng không quên, mà anh còn cầu nguyện cho để mọi người phục vụ cho đến khi ra đi như anh ngày hôm nay. Vậy chúng em cũng xin anh nhớ cầu nguyện cho chúng em rất nhiều. Chúng em hết lòng thương nhớ. Và giờ đây chăm sóc bệnh nhân có một chút xíu quà để gửi đến cho anh trưởng. Xin gia đình nhận. Kính thưa quý ông, quý bà, các hộ chăm sóc bệnh nhân, gia đình, tam quyến, con vô cùng biết ơn và cảm kích những nguyện phẩm cao đẹp của quý vị. Khi còn sống, quý vị đã đến để giúp đỡ, an ủi, động viên và chia sẻ với gia đình. Và hôm nay, quý vị đến dâng lời cầu nguyện, gia đình chúng con tin rằng Thiên Chúa sẽ ban hình phạt và đưa linh hồn ông tôi trở về với Chúa để nói lên lời cảm tạ tri ân. Gia đình chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban ơn ơn lòng hồi sáng cho quý vị để quý vị có nhiều thời giờ sức khỏe làm việc phục vụ cho nhất là những bệnh nhân hiểm nghèo. Và gia đình chúng con cũng kính mời quý vị bớt chút thì giờ đến điểm dâng thánh lễ và tiến đưa linh hồn ông Tô Ma về với Chúa vào lúc 5 giờ ngày thứ ba mùng 6. Và gia đình một lần nữa chúng con chi thành chân thành cảm tạ. Thank you.
Thank you.
Không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi cha ơi, đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha nhiều lắm. Nguyện xin Chúa ngôi vàng đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm đủ con ngày đêm. Khi qua khỏi cõi trần, ta lại trở về với Thiên Chúa.
nghi thức thở mạnh nhắc ta nhớ rằng ông Thomas sắp rời căn nhà trần gian này để trở về nhà đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng này, phút giây mà khuôn mặt thân yêu của ông Thomas vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và xin cho linh hồn Thomas được thấy mặt Chúa trong cõi sông ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại ông Thomas trong nhà cha muôn thuở. Bài Chúc Phúc Âm theo Thánh Matthew. Hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của ta vào mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì ách ta êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đưa cầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cảnh chia ly tan khóc này, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh ông Thomas và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc ông Thomas từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của ông Thomas. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mát hay nuôi tiếc những chuyện không đâu. Xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối dừa, với Chúa hẳn có lòng.
Jesus Maria, Giuse, con kính yêu, xin cứu rỗi linh hồn Thomas. Jesus Maria, Giuse, con kính yêu, xin cứu rỗi linh hồn Thomas. Jesus Maria, Giuse, con kính yêu, xin cứu rỗi linh hồn Thomas. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Cha ơi mãi không quên tình cha.
Những kỷ niệm về người cha đối với mỗi đứa con sẽ hiện hiện một cách rõ nét, khó mờ phai. Mãi mãi là những kỷ niệm khó quên qua hình ảnh và việc làm của người cha. Về người cha, kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn hơn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa, ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn, ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi, ngày hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn, nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn, nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Kỷ niệm về người cha thân yêu như không bao giờ xa con, với tiếng cha gọi, với lời cha khuyên răn dẫn dụ, những việc cha đã làm. Tất cả giờ con mới hiểu, một đời cha đã sống cho con cũng chính là những kỷ niệm một đời cha để lại cho con. Làm sao con quên được cha ơi. Ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha, kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ. Cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Niềm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn, biết rồi vì ngày mai.
Bye.
Lời Chúa là đấng xót thương người ngồi lòi đích và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho bậc thánh nhân. Ngày hôm nay chúng con tiến đưa ông Francisco, ông Toma đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từng giờ phút này được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con để hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiện nhân với Chúa thánh thần đến muôn đời. Bài chích sách, bài chích thư thánh Phaolô tông đồ tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào? Thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống như người, thì cũng vậy, chúng ta được học cách trong sự sống tại giống như người. Chúng ta biết điều này là con người của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá để thân xác tội lỗi bị hủy diệt. Có hầu chúng ta không còn là nô lệ tội lỗi nữa, vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô khi từ cõi chết sống lại, người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được người nữa. Sẽ sống lại khi đã chết sống lại trong ngày sau hết.
Giê-xu biện phạm chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ chết. Ông có tin như thế không? Ma-ca đáp: thưa thầy có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con tin Chúa đấng phải đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và tăng quyến của ông Tô Mạc, trong một tập và khi mặt trời mọc là lúc tóc anh ta trắng và hai con mắt đã lắm sâu đến thả nạ. Cũng thế, Chúa Giê-xu là người cũng đã từng run rẩy để thương với Chúa Cha: Cha ơi, xin đừng bỏ giờ khủng khiếp đó, mà Ngài không bắt đầu, mà máu đã thoát ra cùng với những giọt mồ hôi. Và tất cả chúng ta ai cũng thế, vào đời thì đã phát vào từng một cái án lệnh, và cuộc sống chỉ là một đêm trường đợi chờ giờ lìa đời để đi vào cõi vô niên. Sự cách biệt của thời gian, của bệnh tật, của gian khổ đã vào vòng con người, và ai cũng phải đi đến ngày cuối cùng của đời mình, ngày mà không ai biết được nhưng sẽ đến và phải đi. Mà nếu thế thì thật là thiếu khôn ngoan nếu ai đó bị mắc lạc trước định vật bất khả tránh né ấy, trước cái cảnh lụn tàn thảm bại mà định vật sẽ lôi kéo theo. Oh,
Lạy Chúa chúc thần là đấng thánh là nguồn mọi sự thành thiện vì thế. Xin Ngài xin Chúa được ơn thánh mà Chúa thánh hóa có thể hiện ngày để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi đồng đền nộp mình chịu khổ vì người cầm lấy bánh tạ ơn đẻ ra và trao cho các môn đệ và nấu tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì đây là mình thời sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể tức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thần máu giao ước mới và phục vụ sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này và nhớ đến thần. Đây là bầu nhiêu đức tin. Lạy Chúa, chúng con lắng chuyện Chúa trên trên và tuyên dương Chúa sống lại cho lời khi Chúa đến. Vì người lời Chúa khi đi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trùng sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được sự tái hồng lần chút tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con đã thiết ngài xin Chúa cho chúng con cái công phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một người Chúa thành thật. Lời Chúa xin đến thánh hồn thánh Chúa lao vào khắp hoàn cầu để hiện toàn hồn thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Giuse, chúng con Đức Giáo Mục Phụ Tá Xoa, Đức Giáo Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn tô ma mà hôm nay Chúa đã bỏ các mọi đời này là đối Chúa và chúng con xin dâng lễ an táng. Xin ban cho kẻ đã chết của con Chúa cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bậc quyền thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao giờ ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con ngài xin Chúa luôn sống tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa Thánh Giuse và cho năm Đức Trinh Nữ là Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống được lòng Chúa qua mọi thời đại cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh xứ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần để muôn đời. Vâng lời Chúa tương lễ và theo thể thức người dạy chúng ta sao nguyện rằng Đức Kitô chúng con. Vì con
Lạy Thiên Thiên Chúa đại đỡ xóa cùng thần gian phúc xoay được lời để giữ tìm trên Thiên Chúa. Thank you.
luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha con biết lấy chi đáp đền. Sáng soi đường cho con đi cả cuộc đời.
chiều thu, mình tôi bước đi trong bồi hồi. Mây lững lờ trôi, đưa hồn tôi về chốn xa xôi. Hoàng hôn buông xuống, niềm nhớ thương dâng lên vơi đầy. Hình bóng cha bao la chan hòa, âm thầm cùng con tháng năm. Ơn nghĩa tình cha như núi Thái Sơn cao vời vợi. Ơn nghĩa tình cha như đại dương sóng nước mênh mông. Người là lẽ sống, là ánh trăng sao soi đêm trường, là đuốc kiêng đưa con trên đường, rạt rào nguồn suối yêu thương. Từ khi thơ bé cha đã dạy dỗ nuôi nấng không quan ngày đêm. Rồi khi con lớn cha đã dìu dắt từng bước con đi vào đời. Cha cho con bao điều, hy sinh cho con nhiều, mong cho con nên người sáng tương lai. Lời cha yêu dấu cương quyết con vẫn ghi nhớ không thể nào quên. Tình cha yêu dấu tha thiết con mãi ghi khắc trong tim bao ngày. Công ơn cha cao dày, yêu thương cha vô vàn, biết lấy chi đáp đền ơn nghĩa tình cha. Trong gió chiều thu, mình tôi bước đi trong bồi hồi. Mây lững lờ trôi, đưa hồn tôi về chốn xa xôi. Hoàng hôn buông xuống, niềm nhớ thương dâng lên vơi đầy. Hình bóng cha bao la chan hòa, âm thầm cùng con tháng năm. Ơn nghĩa tình cha như núi Thái Sơn cao vời vợi. Ơn nghĩa tình cha như đại dương sóng nước mênh mông. Người là lẽ sống, là ánh trăng sao soi đêm trường, là đuốc kiêng đưa con trên đường, rạt rào nguồn suối yêu. Từ khi thơ bé cha đã dạy dỗ nuôi nấng không quan ngày đêm. Rồi khi con lớn cha đã dìu dắt từng bước con đi vào đời. Cha cho con bao điều, hy sinh cho con nhiều, mong cho con nên người sáng tương lai. Lời cha yêu dấu cương quyết con vẫn ghi nhớ không thể nào quên. Tình cha yêu dấu tha thiết con mãi ghi khắc trong tim bao ngày. Công ơn cha cao dày, yêu thương cha vô vàn, biết lấy chi đáp đền ơn nghĩa tình cha. Đời sống sung túc huy hoàng. Trong gió chiều thu, mình tôi bước đi trong bồi hồi. Mây lững lờ trôi, đưa hồn tôi về chốn xa xôi. Hoàng hôn buông xuống, niềm nhớ thương dâng lên vơi đầy. Hình bóng cha bao la chan hòa, âm thầm cùng con tháng năm. Ơn nghĩa tình cha như núi Thái Sơn cao vời vợi.
thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã từng bởi đất mà ra, nên không gì hợp lý hơn là chúng ta dâng lời cầu nguyện để gửi gắm người thân này cho Chúa. Tại chính nơi an nghỉ của bao người thân bằng quyến thuộc chúng ta và cũng là nơi ân nghỉ của ông Thomas, chúng ta xin cho phó dâng linh hồn Thomas vào lòng xót thương của Chúa. Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em tín hữu chúng ta là ông Thomas ra khỏi đời này về với người, nên giờ đây chúng ta trả về lòng đất thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra, nhưng vì Đức Kitô đấng đầu tiên khỏi chết sống lại đã biến đổi xác đất và thèn chúng ta đây giống thân xác vinh hiển của người. Bởi thế chúng ta phó thác ông cho Chúa, xin người đón nhận ông vào chốn bình an và ông cho ông được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Martha khi ông cô qua đời: Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời đời cho ông Thomas. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hóa người anh em tín hữu này, xin thương nhận ông vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình và máu Thánh Chúa mà nuôi dưỡng người anh em tín hữu này nơi bàn tiệc thánh, giờ đây xin đón nhận ông vào nước Chúa giữ tiệc vui muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang thương nhớ người anh em tín hữu này, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giữ chúng con vững lòng trong cây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha trình đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sợ trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đôi tình kinh đức Chúa Trời thương một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại bên trời. Từ bên những nước Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở tam thế này, đã thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác bài người này. Dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, khi còn sống ông Thomas đã nguyện theo Chúa, ơi nay ông đã qua đời thì xin Chúa rủ lòng thương tha phản những hành vi tội lỗi của ông, và cũng như khi còn ở trần thế ông được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương của Chúa
ông cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Tô-ma được nghi yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Tô-ma. Ước sao tình yêu, lòng thảo hiếu của những người con luôn luôn tràn đầy và rào rạt như dòng nước đại dương, để nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào thương mẹ nhớ cha. Tình cha nghĩa
tôi, người đã sống với những khốn khó gian truân từng ngày. Trên vai người nặng gánh mưu sinh long đong suốt cả cuộc đời. Có những ngày mưa rơi hay khi trời nắng cháy, người vẫn đi cha đi để đổi lấy đắng đón chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắc chiều đời hy sinh cho con trọn kiếp sống, rồi người đi mãi. Ngày cha ra đi, trời xanh bông hóa nên cơn mây mù. Ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương còn như vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chi mong sao một điều sống cho thân xứng ơn người, để người luôn nghĩ người bình yên. Đót chát chua cho ước mơ tôi. Cha đi dù bao tố gian nan cho tôi mãi luôn bình yên. Chắc chiều đời hy sinh cho con trọn kiếp sống, rồi người đi mãi. Ngày cha ra đi, trời xanh bông hóa nên cơn mây mù. Ngày cha ra đi, lệ mưa giăng kín khắp muôn nẻo đời. Cha đã ra đi thật rồi, mong cha về nơi chân trời để đàn con thơ dại mồ côi. Niềm thương nỗi nhớ gửi theo mây gió bay nơi phương trời. Lời cha thân thương còn như vẫn mãi bên con từng giờ. Lòng chi mong sao một điều sống cho thật xứng ơn người, để người luôn nghĩ ngợi bình yên. Lòng chi mong sao một điều sống cho thật xứng ơn người, để người luôn nghỉ ngơi.